Ta đến với các cách tạo đoạn thẳng khác. Vẽ hai khớp ở Rhino, nhập lệnh khớp Enter. Sau đó chia mỗi khớp thành 20 phần với 21 điểm, nhập Divide 20, Enter. Tất cả đều là đối tượng trong Rhino. Nhấp chuột phải tham số A của Component Line, chọn Select Multiple Points. Thiết lập 21 điểm của đường cong đầu tiên cho tham số A. Nhấp chuột phải. Các điểm được thiết lập sẽ hiển thị dấu chéo đỏ. Tương tự nhấp chuột phải tham số B và thiết lập 21 điểm còn lại. Nhấp chuột phải. Vậy ta có 21 điểm trong tham số A, 21 điểm trong tham số B và 21 đoạn thẳng trong tham số L. Đây không phải là cách hiệu quả để tạo ra các đoạn thẳng giữa hai khớp bằng tham số. Với Grasshopper, ta sẽ chia các đường cong này bằng cách khác. Ta bắt đầu lại với hai khớp. Tiến hành chia hai khớp bằng Grasshopper. Công cụ Divide khớp nằm ở tab khớp. Nếu không nhớ vị trí công cụ, ta có thể nhấp đôi vào nền canvas. Nhập Divide. Có rất nhiều công cụ Divide. Danh sách này giúp ta không phải nhập chi tiết tên và tìm công cụ thuận tiện hơn. Công cụ Divide khớp có icon là một đường cong chia 4 đoạn cân đối. Component Divide khớp có 3 tham số đầu vào và 3 tham số đầu ra. Một component mới sẽ có màu cam vì các tham số chưa được thiết lập. Có thể xem chức năng và trạng thái của tham số bằng cách giữ chuột. Tham số C, nhập đoạn khớp được chia, giá trị khớp, trống. Tham số N, nhập giá trị số phần chia, mặc định giá trị là 10. Tham số K, tách từng phần tại đoạn gấp khúc, mặc định giá trị là false. Ta đến tham số C, nhấp chuột phải, chọn set one khớp, sau đó chọn đoạn khớp. Tham số N có giá trị 10, đoạn khớp được chia thành 10 phần với 11 điểm. Tác động vào các điểm, các giá trị tại tham số C sẽ tự động cập nhật mà không cần thiết lập lại. Tương tự với đường cong còn lại. Ta vừa dùng hai component divide khớp, chia hai khớp thành 10 phần với 22 điểm chia. Tham số P xuất các điểm chia, hiện đang xuất 11 giá trị. Tham số T xuất các vector tiếp tuyến tại điểm chia. Các mũi tên xanh là các vector tiếp tuyến đang ẩn. Mặc định Rhino không hiển thị các vector này. Tham số T xuất độ dài mỗi phần chia, số 0 đầu tiên là điểm chia đầu tiên. Các số sau đó tương ứng cho các phần chia tiếp theo. Các giá trị này dùng để đánh giá tính chất của các phần chia như độ cong, độ xoắn, vân vân. Ta dùng các điểm tại tham số P để tạo đoạn thẳng. Dùng công cụ Line. Nhập 2 điểm cho tham số A và B. Thiết lập 11 điểm chia tại tham số P cho tham số A. Tương tự với tham số B. Kết quả ta có 11 đoạn thẳng. Dây quai kết nối tham số đầu ra và đầu vào của hai component. Không thể thiết lập hai tham số đầu vào cũng như hai tham số đầu ra. Nếu ta tạo một vòng dữ liệu kín từ tham số đầu ra vào tham số đầu vào của component trước, hệ thống sẽ báo lỗi dòng dữ liệu đệ quy. Component này phụ thuộc vào chính nó, dòng dữ liệu luôn đi từ trái sang phải và không thể đảo ngược. Để thay đổi số lượng các điểm chia, ta đến tham số N của hai component divide khớp, nhấp chuột phải, chọn set integer, nhập 20. Nếu muốn nhập vào hai tham số N cùng một giá trị, có thể sử dụng công cụ integer ở tab param trong panel primitive, nhấp trái chuột thả vào canvas, nhấp chuột phải, chọn set integer, nhập 30. Thiết lập integer cho hai tham số N. Chỉ một công cụ, ta đã thiết lập cùng một giá trị cho hai tham số N. Có thể thay đổi các giá trị khác. Nhưng với cách này ta sẽ không thay đổi được giá trị liên tục. Cách tốt nhất, dùng công cụ Number Slider. Mặc định giá trị component Number Slider từ 0 đến 1 và chia phần ngàn. Nhấp chuột phải, chọn Edit. Chuyển tập số thực giờ sang tập số tự nhiên N. Nhập giá trị nhỏ nhất là 1 và lớn nhất là 100. Ta vừa tạo một công cụ Number Slider có một giá trị số tự nhiên từ 1 đến 100. Thiết lập giá trị này cho hai tham số N. Bây giờ ta có thể thay đổi số điểm chia trên hai khớp một cách trực quan nhất. Grasshopper cung cấp hai cách hiển thị cho component và quai. Trong menu Display, chọn Option Draw Icons cho giao diện icon của component.
mặc định component hiển thị giao diện chữ. Option fancy quay thay đổi hiển thị của quay. Khi có hơn một giá trị đi qua, quay sẽ có một cặp đường cong. Ví dụ tham số P có 46 giá trị, tham số tại number slider chỉ có một giá trị. Nên chọn option fancy quay để quản lý thông tin trên quay tốt hơn. Bỏ chọn option draw icons, ta có giao diện mặc định của component. Nhấp đôi vào component và nhập section line. Component có thể hiển thị tên vừa nhập, nên dùng option draw icons nếu muốn component nhỏ gọn. Còn giao diện component mặc định thường được dùng cho các file có nhiều người làm việc chung. Hết bài 2.